Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến, chỉ áp dụng đối với giấy phép lái xe chất liệu PET do ngành giao thông vận tải cấp. Để đổi giấy phép lái xe trực tuyến cần chuẩn bị: 1. Tài khoản trên trang dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản VNeID mức độ 2. 2. Bản scan file đất ích hoặc PDF hai mặt của căn cước công dân và giấy phép lái xe đang sử dụng. 3. Giấy khám sức khỏe điện tử hoặc file giấy xác nhận chứng thực sức khỏe điện tử của Ủy ban Nhân dân xã, phường có chữ ký số. 4. File ảnh chụp chân dung 3x4 phông xanh, ảnh chụp rõ nét, người chụp nhìn thẳng, không đeo kính. Để thuận tiện cho quá trình đổi giấy phép lái xe trực tuyến, hãy quét mã QR dưới đây để được hỗ trợ trong quá trình đổi và theo dõi hồ sơ. Để tham khảo các cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người lái xe tại Thành phố Hồ Chí Minh, hãy quét mã QR dưới đây để lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Nếu công dân khám sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa liên thông dữ liệu khám sức khỏe, hãy mang giấy khám sức khỏe đó ra Ủy ban Nhân dân phường, xã để được chứng thực điện tử. Sau khi đã đủ điều kiện, hãy thực hiện các bước sau để đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Bước 1. Truy cập vào trang web dịchvucong.gov.vn hoặc trang web dvce4.giấyphép-lái-xe.gov.vn, chọn biểu tượng 3 vạch, rồi chọn đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, chọn đăng ký để tạo tài khoản. Để đăng ký tài khoản, chọn thuê bao di động. Lưu ý, khi tạo tài khoản bạn phải có số điện thoại chính chủ. Để kiểm tra thông tin, soạn http://1414, điền các thông tin mà trang web yêu cầu. Chú ý, khi gõ phần họ và tên phải gõ đúng dấu. Sau khi điền hết các thông tin, bấm đăng ký, sẽ có một mã OTP gửi về điện thoại của bạn. Nhập mã OTP và bấm xác nhận. Khi đăng ký xong, tiếp tục đăng nhập để đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Bước 2. Sau khi đăng nhập thành công, nhấn chọn nút đổi giấy phép lái xe. Tại phần cơ quan tiếp nhận, chọn Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Tại một địa điểm, chọn VDDK. Tại một lý do cấp đổi, chọn lý do phù hợp với bạn. Sau đó điền các thông tin mà trang web yêu cầu. Upload file ảnh và file căn cước công dân, giấy phép lái xe cũ hoặc bản chứng thực điện tử nếu có. Sau khi khai hết các thông tin, tích chọn vào cam kết không vi phạm giao thông và bấm tiếp tục. Bước 4. Điền địa chỉ và số điện thoại của bạn để nhận giấy phép lái xe mới. Bước 5. Thanh toán phí 135.000 qua tài khoản ngân hàng mà bạn có. Bước 6. Theo dõi hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn không cần bổ sung thông tin, bạn sẽ nhận được bằng sau 5 ngày làm việc. Chú ý, khi nhận được giấy phép lái xe mới, vui lòng đưa lại giấy phép lái xe cũ cho bưu tá để thu hồi. Xin cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy chia sẻ để mọi người cùng được sử dụng dịch vụ hữu ích này nhé.